Kính bạch trên sư phụ ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn, kính bạch chư tôn đại đức tăng ni cùng quý thầy quý chú, chúng con, những học viên của lớp giáo dục gia đình, đệ tử quy chi nhánh 2 của tỉnh thất Quan Âm, xin kính gửi đến ân sư cùng quý thầy quý chú lời tri ân sâu sắc và lòng tôn kính với tất cả sự quan tâm của ân sư, của quý thầy quý chú đối với lớp giáo dục gia đình đệ tử quy ở tỉnh thất Quan Âm Đức Trọng Lâm Đồng và lớp giáo dục gia đình đệ tử quy chi nhánh 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa ân sư cùng quý thầy quý chú và toàn thể chư vị đồng tu, hôm nay ngày 2 tháng 6 năm 2019 là một ngày mà trong lòng tất cả chúng con, những học viên của lớp giáo dục gia đình đệ tử quy chi nhánh 2 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ khó có thể nào quên. Chúng con sẽ mãi nhớ, sẽ mãi khắc ghi, bởi ngày này đối với lớp chúng con vô cùng ý nghĩa. Hôm nay, ngày 2 tháng 6 năm 2019, kỷ niệm một năm ngày thành lập và khai giảng lớp giáo dục gia đình đệ tử quy tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua nhiều khó khăn thử thách để lớp học được duy trì là bấy nhiêu sự vất vả, quan tâm của ân sư, của quý thầy, quý chú và sự hỗ trợ của quý cô, quý chú trong nhóm thiện nguyện và cả sự cầu học của lớp chúng con. Kính thưa ân sư cùng quý thầy, quý chú, quý cô, chúng con dù chưa có đủ thời gian tham dự và xem tất cả những chương trình mà ân sư đã giảng, nhưng qua cuộc đời của ân sư và những hy sinh đóng góp cho đại chúng của ân sư cùng quý thầy quý chú đã giúp chúng con ngày càng kính quý ân sư, và chúng con có thêm dịp soi rọi lại mình mỗi khi chúng con nghĩ đến tấm lòng, sự hy sinh của ân sư, của quý thầy quý chú. Chúng con cảm thấy mình quả thật nhỏ nhoi trước tấm lòng từ bi độ lượng của ân sư và quý thầy. Từ ngày 2 tháng 6 năm 2018, từ ngày khai giảng lớp giáo dục gia đình đệ tử quy ở tổ đình Vĩnh Nghiêm, chúng con đã có dịp hiểu nhiều hơn tấm lòng và tâm huyết về những điều thiện mà ân sư muốn thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện ở cõi nhân gian này. Từ việc hướng dẫn đại chúng làm công tác thiện nguyện, chăm lo cho những người khuyết tật, khiếm thị, chăm lo cho người già và hướng dẫn đại chúng kiên giết, phóng sanh. Chúng con cảm ơn ân sư và quý thầy quý chú rất nhiều, bởi từ ân sư, từ quý thầy quý chú đã giúp chúng con tự nhận thấy mình quá thật nhỏ nhoi, công đức thật ít ỏi, và sự hy sinh, tấm lòng từ bi, tâm huyết vì điều thiện của ân sư, của quý thầy, quý chú sẽ là tấm gương để chúng con sẽ cùng nhau đóng góp công sức để những điều ý nghĩa, điều thiện sẽ tiếp tục được nhân lên trong cuộc đời này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên sư phụ ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu đang có mặt tại tỉnh thất Quan Âm cũng như đang online trực tuyến. Con là Đặng Hàng Chi, pháp danh Diệu Âm Thiên An, là một học viên của lớp học giáo dục gia đình và đệ tử quy tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay được sự cho phép và chỉ dạy của sư phụ, con có đôi điều xin chia sẻ những cảm xúc của mình về lớp học đệ tử quy. Trước tiên cho con gửi lời tri ân chân thành nhất từ tận đáy lòng con, với tất cả tấm lòng quý kính xin kính dâng lên sư phụ Thích Giác Nhàn, thượng tọa Thích Hành Phong cùng các quý thầy trong ban giáo thọ sư của lớp đệ tử quy đã cho con một cơ hội được học tập và trau dồi đạo đức. Đối với bản thân con, đây là một phước duyên lớn khi được tham dự lớp học này. Đúng như cổ nhân vẫn nói, tiên học lễ, học học văn. Những bài học đầu tiên quý thầy dạy cho chúng con từ cách ăn nói, đi đứng, chào hỏi, những phép tắc,
những điều tưởng chừng như đơn giản ấy. Thế nhưng khi được nghe những lời của Thánh Tiên Hiền, những sự chỉ dạy của các quý thầy, con thấy mình còn có thật nhiều khiếm khuyết mà bấy lâu nay con chưa hề nhận ra. Hòa trong không khí hân hoan của người đệ tử đón mừng Tết Trung Thu, các bạn nhỏ đang vui cùng nhau và trên tay là những chiếc lồng đèn. Và để có được những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc này, chúng con không thể nào quên được công lao to lớn của ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn. Cảm ơn Ngài đã vì chúng con, vì thế hệ mai sau mà mở ra lớp đệ tử quy, để chúng con được học tập lời dạy của cổ thánh tiên hiền, học được phép tắc làm người con, người cháu trong gia đình, cũng như cách đối nhân xử thế với tất cả mọi người. Lúc bình thường, Ngài đã trăm công ngàn việc phải lo cho đại chúng. Bây giờ, chỉ vì thế hệ mai sau mà Ngài đã thêm một gánh nặng. Ngài đã lo cho chúng con từng chiếc áo chiếc khăn, từng quyển tập cây bút. Từ ý nghĩ đó mà chúng con đã phấn đấu hơn trong con đường học hỏi lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Con cũng không quên cảm ơn cô Giáng Hương, chú Thu cùng tất cả quý cô, quý chú trong hội thiện nguyện. Đã bởi có quý cô, quý chú đã hết lòng lo cho chúng con từng chiếc áo, đồng phục trang nghiêm, từng trang sách, quyển vở, từng món quà khích lệ động viên khi chúng con học tốt. Và không những thế, cô Giáng Hương, chú Thu cùng các cô chú trong hội thiện nguyện mỗi tuần vẫn luôn chuẩn bị bánh, nước, sữa cho chúng con với tất cả tình yêu thương. Cuối cùng, con xin cung chúc sư phụ ân sư, chư vị đại đức tăng ni cùng quý chư vị liên hữu đồng tu vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm, một đời vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Chúng con mãi nhớ lần đầu tiên lớp giáo dục gia đình đệ tử quy của chúng con lên tỉnh thất. Chúng con cảm nhận đầy đủ sự lo lắng, quan tâm chu đáo của quý thầy trong suốt quá trình của chuyến đi lẫn chuyến về. Để đường về, chúng con không bị đói. Quý thầy đã mang 50 phần cơm rất tôm tất chuyển lên xe cho chúng con. Quý thầy và các bạn lớp giáo dục gia đình đệ tử quy ở tỉnh thất đã ra tận xe để chia tay với các bạn lớp giáo dục gia đình đệ tử quy tổ đình Vĩnh Nghiêm. Và ngày Chủ nhật 23 tháng 9 2018, khi lớp chúng con lần thứ hai lên tỉnh thất, thì ân sư và quý thầy cũng tiếp tục quan tâm chu đáo. Đặc biệt, lúc tiễn ra xe, các bạn nhỏ lớp đệ tử quy ở tỉnh thất đã lên xe để gửi từng chiếc bánh trung thu cho các bạn nhỏ của lớp đệ tử quy của tổ đình Vĩnh Nghiêm.
và hình ảnh khắc sâu trong các bạn nhỏ của lớp đệ tử quy tổ đình Vĩnh Nghiêm về bài học nghĩa tình sâu sắc được gửi theo là khi xe phải chạy một đoạn hướng lên Đà Lạt để quay đầu xe về lại Sài Gòn, thì chúng con xúc cảm trào dâng. Chúng con đã rơi nước mắt khi phía bên kia đường, quý thầy, quý chú và các bạn lớp đệ tử quy ở tỉnh thất vẫn còn đứng đợi để vẫy tay chào tạm biệt chúng con. Trong phút chút ấy, chúng con thầm mong, thầm nguyện cầu lớp giáo dục gia đình đệ tử quy ở chùa Vĩnh Nghiêm ở tỉnh thất Quan Âm sẽ tiếp tục duy trì để các bạn nhỏ sẽ tiếp tục học được những việc làm, những điều bình dị nhất nhưng sâu sắc và ý nghĩa vô cùng. Và niềm mơ ước mong đợi đã đến với chúng con trong niềm hạnh phúc vô biên. Đó là ngày 11 và 12 tháng 5 năm 2019 vừa qua. Hai ngày vô cùng đáng nhớ của lớp chúng con. Bởi lần lên tỉnh thất dự lễ Phật đản vừa qua, ngày 12 tháng 5 2019 nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Kỷ Hợi, là lần mà ân sư và quý thầy đã cảm hết tinh thần cầu học của lớp chúng con và giúp chúng con tròn mong ước. Để rồi trên suốt dọc đường về, lớp chúng con ai cũng thấy lòng vui và miên man với suy nghĩ phải chuẩn bị, phải tiến hành sao cho chu đáo để sư phụ và quý thầy được an lòng. Kính thưa ân sư cùng quý thầy quý chú, từ khi lớp học tạm ngưng, nhưng trong lòng tất cả chúng con đều ước mong có ngày lớp học sẽ trở lại, nên chúng con cố gắng tìm địa điểm có thể tổ chức lớp học để xin ân sư chấp thuận ước nguyện của chúng con. Sau ngày lên tỉnh thất và trở lại Sài Gòn, lớp chúng con đồng tâm chuẩn bị từ phòng học của học viên trong lớp, phòng nghỉ của quý thầy, đến thiết kế thư mời ân sư, quý thầy, quý chú, quý cô dự ngày kỷ niệm một năm thành lập lớp. Quý học viên dù nhỏ tuổi hay lớn tuổi đều hớn hở nhắc nhở nhau chuẩn bị, từ việc đón quý thầy, đón quý chú, quý cô khách mời, đến việc mua chăn gối bàn tủ nơi quý thầy nghỉ ngơi, đến việc chuẩn bị những bữa ăn chay sao cho chu đáo. Lớp chúng con tràn ngập niềm vui, lòng như mở hội. Cũng xin thông báo với tất cả mọi người, tiếp theo là ngày 2 tây tháng 6 là ngày khai giảng của cái lớp đệ tử quy giáo dục gia đình và cảm ơn thiên mới. Đó là vào ngày chủ nhật 2 tây tháng 6 và buổi sáng chủ nhật 2 tây tháng 6 tại tỉnh thất Quan Âm. Kính thưa ân sư cùng quý thầy quý chú, rồi chúng con nhận được tin sư phụ sẽ trực tiếp khai thị cho cả hai lớp giáo dục gia đình đệ tử quy ở tỉnh thất Quan Âm và ở Sài Gòn, nên lớp chúng con sẽ tập trung về tỉnh thất. Chúng con lại bước vào kế hoạch mới với nhiều hy vọng và niềm tin. Lớp chúng con lại được lên tỉnh thất như một sự trở về, nơi mà chúng con đã gửi gắm niềm tin. Và lớp chúng con lại bắt đầu nhen nhóm một niềm tin và hy vọng mới. Sẽ có một ngày sư phụ sẽ cho lớp chúng con vào thăm khu chuyên tu, nơi mà chúng con chỉ được mới xem qua hình ảnh, nhưng chúng con hình dung như thế giới mà chúng con mơ ước để tìm về. Có lần chúng con đã nghe sư phụ nói, có thành tâm, có kiên trì thì sẽ có kết quả, và chúng con sẽ ghi nhớ điều này. Ngày 1 tháng 6 hôm qua là ngày lớp chúng con lên tỉnh thất, cũng là ngày mà một vài bạn trong lớp đang làm phần cuối đoạn video clip kỷ niệm này. Và một đơn vị, một mạnh thường quân
là trung tâm giáo dục thường xuyên tiếng Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng đang gấp rút gói những phần quà gửi tận đến các em học viên của lớp trong ngày kỷ niệm một năm thành lập lớp giáo dục gia đình đệ tử Quy. Tất cả những hình ảnh và việc chăm chút này là tấm lòng, tình cảm dành cho lớp giáo dục gia đình đệ tử Quy tại tỉnh Thất và chi nhánh 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Mong rằng ngày kỷ niệm một năm của lớp sẽ là dấu ấn, sẽ là kỷ niệm mãi theo hai lớp học giáo dục gia đình đệ tử Quy ở tỉnh Thất và chi nhánh 2 tại Sài Gòn trong những năm tháng tiếp theo. Chúng con kính mong ân sư và quý thầy vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm để làm tiếp những điều ý nghĩa cho đại chúng. Chúng con luôn vững niềm tin là ân sư sẽ dìu dắt, rèn luyện để nhiều quý thầy, quý chú sẽ tiếp nối con đường và hướng nhiều người đến với điều thiện. Chúng con xin được tôn kính và tri ân công đức của sư phụ, của quý thầy, quý chú để chúng con có thêm lòng tin vẫn có nhiều người tốt, điều tốt trong thế gian này. Chúng con thành kính cảm ơn ân sư cùng quý thầy, quý chú đã tạo điều kiện cho lớp giáo dục gia đình đệ tử Quy chi nhánh 2 tại Sài Gòn được hoạt động trở lại, để các bạn nhỏ ngoài việc học tập tri thức ở trường sẽ được rèn luyện đạo đức, nhân cách của một người con hiếu thảo, một học trò biết yêu kính, biết ơn thầy cô và một người có ích cho xã hội sau này. Chúng con sẽ quyết tâm và chia sẻ cùng nhau để có kết quả học tập tốt, để đáp lại tình cảm, sự quan tâm của ân sư và tất cả quý thầy, quý chú đã dành cho hai lớp chúng con.